Ngày 15 tháng 4, lãnh đạo xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh lớp 5 tử vong. Nạn nhân là cháu DQB, 11 tuổi, ngụ xã Tân Thành, học sinh trường tiểu học Tân Thành. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 15 tháng 4, cháu B và anh trai là DTL, 15 tuổi, và VTD, 15 tuổi, MXT, 17 tuổi, rủ nhau đến hồ nuôi cá sâu hơn 3 mét để tắm. Thấy ba người anh nhảy xuống tắm, cháu B cũng đòi xuống nhưng L không cho. Thấy vậy, T nói B leo lên lưng để T đưa ra ao tập bơi. Tuy nhiên, khi đang đưa ra giữa ao thì cả hai bất ngờ bị chìm xuống nước. Cháu B không biết bơi nên bị đuối nước tử vong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Thành vớt thi thể cháu B. Sau hơn 15 phút trục vớt, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể cháu B lên bờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.